Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là chọn bộ linh kiện trên điện thoại Motorola E5 Plus đang được chờ thay mới tại di động cao cấp vn Nhân video này di động cao cấp vn là một video ngắn giải đáp một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Motorola E5 Plus à, Những câu hỏi thường gặp trong quá trình sửa chữa điện thoại Motorola E5 Plus mà khách hàng hay, rất là hay hỏi di động cao cấp vn những cái lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm trên điện thoại Motorola E5 Plus thì đều đã có sẵn những video cụ thể chi tiết ở video này di động cao cấp chấm không nói về cách thay không nói về các cái lỗi sự cố mà chỉ giải đáp những câu hỏi thường gặp trên điện thoại Motorola E5 Plus mà quý vị các bạn hay hỏi nhất đầu tiên là tôi ở xa tôi muốn sửa điện thoại Motorola E5 Plus có được hay không hoàn toàn được quý vị các bạn chỉ cần liên hệ đường dây nóng tư vấn sửa chữa 096 1234534 chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết lỗi sự cố trên điện thoại Motorola E5 Plus quý vị các bạn đang gặp phải quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa tại di động cao cấp vn thì một là chúng tôi sẽ gửi các cái linh kiện đến tận địa chỉ hàng yêu cầu quý vị các bạn nhận được quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền vui điện nhanh chóng an toàn và tiện lợi hai là các bạn gửi máy ra theo đường bưu điện đến di động cao cấp JVN tôi sửa xong thì chúng tôi sẽ gửi ngược lại để chỉ quý vị các bạn yêu cầu quý vị các bạn nhận được quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền vui điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Trường hợp thứ hai là khi tôi sửa điện thoại Motorola E5 Plus thì đến có sửa luôn hay không, có phải chờ đợi lâu hay không, có sẵn linh kiện sửa hay không. Tất cả linh kiện sửa Motorola E5 Plus luôn có sẵn. Quý vị các bạn đến là sửa luôn, không phải chờ đợi lâu. Các linh kiện thì luôn có sẵn rồi. Quý vị các bạn cứ đến là thể sửa luôn. Khi tôi sửa xong điện thoại Motorola E5 Plus thì được bảo hành hay không? Có được bảo hành hay không? Và được bảo hành bao lâu? được bảo hành được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy từng lỗi sự cố mặc định sửa xong rồi được bảo hành 3 tháng và nhiều nhất lên tới 18 tháng khi tôi sửa điện thoại motorola E5 Plus thì các dữ liệu trong máy có bị ảnh hưởng hay không có bị mất hay không tất cả dữ liệu trong máy của quý vị các bạn không bị ảnh hưởng à, còn cái biệt có một số lỗi liên quan đến ổ cứng liên quan bảng main thì có thể mất quý vị các bạn nên gọi điện trước để tư vấn rõ hơn trên đây là một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Motorola E5 Plus được giải đáp rõ hơn những thắc mắc khác của quý vị các bạn liên quan đến sửa chữa Motorola E5 Plus. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 45 34 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video để di động cao cấp men. Thì chỉ cung cấp cái dịch vụ sửa chữa, tư vấn sửa chữa điện thoại Motorola E5 Plus hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và bạn.